cực xả bỏ. Cũng như là sao độ họ, cho họ gieo trồng những tử phật, khiến họ thấy được hình tượng Phật, khiến họ nghe được danh hiệu của Phật Bồ Tát. Nghĩa là một lần nghe qua tai, mãi mãi là đạo được. Đây là giúp đỡ đối với người vô duyên. Giờ này có thể biết thật sự là không bỏ một người. Tâm từ bi chúng ta chưa đủ, cần phải học tập. Vì chúng sanh dù khổ nạn thế nào đều phải chịu, tuyệt đối không cần an lạc bản thân mà xả bỏ chúng sanh. Vì thứ năm, tịnh niệm nhãn thế phương, các ước niệm như lai đều phục chúng sanh thành giải thoát vô. Đây là nói giáo hóa chúng sanh, giúp chúng sanh, phương pháp giúp chúng sanh rất nhiều. Trong nhiều phương pháp, nếu đem nó quy nạp lại, nói chung không ngoài hai môn chiết và nhiếp. Nhiếp là dùng tâm từ bi, dùng phương pháp từ ái để dẫn họ. Còn một cách khác là dùng oai nghi để chiết phục họ, căn vấn chúng sanh khác nhau. Có loại chúng sanh quý vị dùng oai nghi đối đãi với họ, họ không chịu tiếp nhận, nghĩa là họ chịu mềm mỏng, không chịu cứng rắn. Quý vị rất yêu quý họ, họ sẽ ngoan ngoãn đến. Còn một số người hoàn toàn trái ngược với điều này, họ chịu cứng rắn, không chịu mềm mỏng. Quý vị phải dùng thái độ rất hung dữ đối với họ, họ sợ ngoan ngoãn nghe lời. Nếu mềm yếu, họ cho rằng quý vị dễ bị bắt nạt.